Cái Creta mới nay trong hãng ra nha, chưa biển này. Hôm nay qua trang bị rất là nhiều đồ nha. Đầu tiên là về phần cốp đây này. Đấy, xe này ấy thì nó đang là cốp cơ. Thì bác ấy hôm nay quyết định đó là lên một bộ cốp điện. Đấy, cắm rắc zin, bảo hành 25, tặng cảm biến đa cốp. Đấy là về phần cốp nhé. Còn ở đây thì trước đó bác chủ xe đã mua cái thảm nốt cốp rồi. Mình thấy cái này cũng ok. Đấy. Tiếp theo này là bác ấy đang ở trên để tham khảo một cái bộ bậc lên xuống nữa. Đấy. Xe này nó là bản đặc biệt. Đấy. Và bác ấy đang lên cho mình cái combo cam 3 mắt này, Android Book này. Đấy, xe này có VIP nhá. Đấy, Android Book biến màn hình zin này màn Android. Rất tech DX 300 anh em ạ. Anh em đang combo. Đấy, con này thì đã trải sàn rồi, ốp chống chảy xước. Đấy, cam hành trình. Nhưng mà điều hay của xe này nhá. Đó là đây này. Các bác thấy gì không? Đã tháo đèn ra rồi. Con này sẽ độ đèn này. Đấy, bản này bản đặc biệt này. Thì bác ấy làm cho mình một quả bi ở trên. Đấy, hoặc là anh em có thể làm một phát cả hai bi luôn. Đấy, đấy là Creta. Làm đèn con này thì nó phải tầm 4 đến 5 tiếng cơ. Đấy, Creta thì bên mình làm rất là nhiều luôn. Đấy, nó hay một cái có cái gói combo cam 3 mắt nhé. Và Android Book biến màn hình zin này màn Android. À, với Creta. Bên cạnh đây là một chiếc Ford Ranger. Ford Ranger thì đang trang bị hai cái mã bi. Thứ nhất ở bên dưới thì bác ấy trang bị một cặp bi gầm. Đấy, các bạn thấy không, ánh sáng bi gầm này. Đấy, ở trên ấy thì bác ấy trang bị một cặp bi Omega Laser. Đấy, đang trong quá trình hấp đèn. Xe Ranger này ấy, bác ấy còn trang bị này màn liền cam 360 độ mã Ultra 2K. Các bạn thấy không? Đấy. Rất đẹp. Cam hành trình rồi. Con này còn bọc lại cả ghế da nhá. Đây là chiếc Ford Everest đã qua lockbook. Con này thì mình làm quá là nhiều luôn. Đây lại là một chiếc Toyota. Xe này thì trang bị bi gầm thôi. Các bạn thấy không? Ở dưới này bi gầm. Đấy, đặt vào đúng vị trí đây, 3.0 inch. Thì anh em có hai sự lựa chọn. Một là anh em có thể lấy một chế độ màu, hai là anh em có thể lấy ba chế độ màu tùy vào nhu cầu. Đấy. Chiếc đằng sau đây đó là chiếc Honda CR-V. CR-V thì trang bị màn liền cam mã 10.25 inch. Như các bạn thấy này, 10.25 inch, đẹp luôn. Đấy, zin theo xe luôn. Đấy, đấy, các bạn thấy không, OLED. Có cả cam 360 độ nhé. Đấy, rất đẹp, rất nét. Đấy. Ở trong kia thì là dán phim. Đấy, hôm nay lịch xe thì thoải mái, các bác qua ủng hộ anh em Trung Auto nha.